và nội dung quan trọng tiếp theo ở trong bài số 2 này là các phép toán trên tập hợp. Vậy trên tập hợp chúng ta có các phép toán nào, đó có phải là các phép cộng, trừ, nhân, chia hay không? Thì các em sẽ cùng thầy tìm hiểu qua ví dụ sau đây. Bạn lớp trưởng có lên danh sách các thành viên trong lớp tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ bóng đá như sau. Các bạn nam tham gia câu lạc bộ bóng rổ bao gồm có bạn Nam, Công, Dũng, Quyết và Tuấn. Còn câu lạc bộ bóng đá thì có bạn nam tuấn bình long và hùng tham gia biết trong lớp không có hai bạn nào trùng tên nhau vậy thì các em sẽ cho thầy biết có bao nhiêu bạn tham gia vào cả hai đội bóng vừa tham gia đội bóng rổ và vừa tham gia đội bóng đá thì quan sát vào trong danh sách này do không có hai bạn nào trùng tên nên chúng ta sẽ thấy bạn nam và bạn tuấn tham gia vào cả hai đội bóng vậy nếu như thầy sử dụng biểu đồ ven để biểu diễn tập hợp các bạn tham gia vào hai câu lạc bộ này. Thầy gọi tập hợp các bạn tham gia câu lạc bộ bóng rổ là P, còn Q là với câu lạc bộ bóng đá. Vậy thì có hai bạn tham gia cả hai đội bóng là Nam và Tuấn. Nếu như chúng ta biểu diễn bằng solo ven thì bạn Nam và bạn Tuấn vừa có mặt ở trong P và vừa có mặt ở trong Q. Hay nói theo ngôn ngữ của tập hợp thì Nam và Tuấn là hai phần tử thuộc vào cả tập hợp P và tập hợp Q. Tập hợp gồm có nam và tuấn chính là giao của hai tập hợp P và Q và phép toán đầu tiên trên tập hợp mà chúng ta sẽ tìm hiểu là giao của hai tập hợp. Và chúng ta sẽ đến ngay với phép toán đầu tiên này với khái niệm giao của hai tập hợp. Tập hợp gồm tất cả các phần tử vừa thuộc vào P và vừa thuộc vào Q là giao của P và Q. Khi đó người ta sẽ ký hiệu giao của hai tập hợp P và Q là P giao quy như thế này kem chú ý vào ký hiệu giao và minh họa bằng sơ đồ ven như ở phần đầu của chúng ta thì P và Q sẽ có chung nhau một phần Thầy sẽ gạch chéo phần đó và đó chính là tập hợp P giao Q Và từ khái niệm này, Kem sẽ hoàn thành cho thầy mệnh đề tương đương sau đây X thuộc vào tập hợp C giao D khi và chỉ khi Đáp án thứ nhất, X thuộc C hoặc X thuộc D Và đáp án thứ hai, x thuộc C và x thuộc D. Nếu như thầy lấy một phần tử x thuộc vào tập hợp P giao Q, các em sẽ thấy chính xác x sẽ nằm trong P và x cũng nằm trong Q. Như vậy, x vừa thuộc P vừa thuộc Q. Do đó, quay trở lại với mệnh đề tương đương này thì x thuộc vào tập hợp C giao D khi và chỉ khi x thuộc C và x thuộc D x đồng thời thuộc vào cả hai tập hợp đó nhé. Từ mệnh đề tương đương cũng như khái niệm này, chúng ta có thể viết ngắn gọn giao của hai tập hợp như sau. P giao Q chính là tập hợp các giá trị x, các phần tử x sao cho x thuộc vào P và x thuộc vào Q. Đó là giao của hai tập hợp. Và vận dụng, các em sẽ trả lời ngay cho thầy câu hỏi đầu tiên, cho ba tập hợp là C, K và T như các em đang quan sát được ở đây yêu cầu là xác định giao của tập hợp C với tập hợp T và tập hợp K giao với tập hợp C. Để xác định C giao T thì các em sẽ quan sát và tìm ra những phần tử vừa thuộc vào C và vừa thuộc vào T. 2 thì chỉ thuộc vào C. Âm 3 cũng chỉ thuộc vào C. 7 thì vừa thuộc C vừa thuộc T. 12 chỉ thuộc C. 17 vừa thuộc C vừa thuộc T. Còn lại bên này chúng ta có âm 2, 3 hay 18 thì chỉ thuộc vào T thôi. Do đó, tập hợp C giao T sẽ gồm có hai phần tử là 7 và 17. Tương tự như thế với tập hợp K giao C. Chính xác, không có phần tử nào mà vừa thuộc K vừa thuộc C. Do đó, chúng ta sẽ kết luận K giao C bằng tập rỗng. Tương tự như thế, với câu hỏi tiếp theo, các em sẽ tìm giao của hai tập hợp trong các trường hợp sau đây. Với trường hợp thứ nhất, E là các giá trị x là số tự nhiên sao cho x là bội của 3. Tập F gồm các số tự nhiên x sao cho x là bội của 4. Khi đó, E giao F là một tập hợp các số tự nhiên x sao cho x vừa là bội của 3 và vừa là bội của 4. Một số vừa là bội của 3 vừa là bội của 4 sẽ chính là bội chung của 3 và 4. Như vậy, chúng ta sẽ có giao của E và F như thế này. Qua hai câu hỏi vừa rồi, các em cũng có thể thấy phép tính giao của hai tập hợp sẽ cho ta kết quả là một tập hợp và tập hợp đó thì cũng có thể là tập rỗng, tức là không có phần tử nào, có hữu hạn phần tử như ở trong ví dụ trước hay có vô số phần tử như ở trong ví dụ này. Bội chung của 3 và 4, chúng ta có thể tìm rất nhiều, ví dụ như 0 12, 24, vân vân. Và trong trường hợp số 2, thầy có tập hợp E là nửa khoảng từ 1 cho đến dương vô cùng, còn tập hợp D là nửa khoảng từ âm vô cùng cho đến 3, cũng yêu cầu là tìm giao của hai tập hợp này thì thầy sẽ gợi ý cho các em. Trước tiên chúng ta sẽ biểu diễn tập hợp E và tập hợp D ở trên trục số. Do hai tập hợp này có vô số phần tử, nên chúng ta sẽ không sử dụng biểu đồ ven, sơ đồ ven để biểu diễn hai tập hợp đó mà chúng ta biểu diễn bằng trục số nhé. E ở đây là các giá trị lớn hơn hoặc bằng 1 nên chúng ta sẽ gạch đi phần nằm bên trái của 1 ở trên trục số nằm ngang này tương tự với tập D. Sau đó chúng ta sẽ biểu diễn cả hai tập hợp đó trên cùng một trục số. Hiểu đơn giản là chúng ta ghép hai trục số này lại với nhau thành một trục số thế này. Phần mà không bị gạch đi chính là giao của E và D. Như vậy còn lại là đoạn từ 1 cho đến 3 chính là giao của tập hợp E và tập hợp D. Tương tự như thế, Kem sẽ cho thầy biết trong trường hợp số 3 khi mà tập hợp F là nửa khoảng từ 1 cho đến 5 và tập hợp G là nửa khoảng từ âm 2 cho đến 3 thì giao của hai tập đó sẽ là gì nhé? Ta cũng sẽ biểu diễn tập ép trước nằm giữa một và năm trong đó nửa khoảng chúng ta lấy một và gạch đi phần còn lại tương tự như thế âm hai cho đến ba chúng ta cũng sẽ bỏ đi phần nằm bên trái âm hai và bên phải của ba và trên trục số lúc này chỉ còn lại đoạn từ một cho đến ba đó chính là giao của hai tập hợp f và g như vậy trong phần một này các em đã tìm hiểu thế nào là giao của hai tập hợp cách chúng ta xác định giao của hai tập hợp là như thế nào các em chú ý ở trong từng trường hợp. Trong trường hợp tập hợp viết bằng cách liệt kê phân tử hoặc là sơ đồ ven thì chúng ta có thể quan sát và thấy ngay giao của hai tập hợp đó. Còn các trường hợp mà tập hợp có vô số phân tử, ví dụ như các khoảng, các đoạn, các nửa khoảng, thì các em sẽ biểu diễn các tập hợp đó ở trên cùng một trục số và quan sát phần không bị gạch chéo, đó chính là kết quả giao của các tập hợp đã cho.